Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận vừa họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong thời gian qua, cán bộ giáo viên trung tâm đã không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2021-2022, 95% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, một học sinh đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Năm 2022, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố, đào tạo các nghề như trang điểm, điện lạnh, may công nghiệp, pha chế, trồng rau, dành cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, tham dự hội thi thiết bị tự làm cấp quốc gia, đoạt giải khuyến khích với mô hình máy nóng lạnh. Dịp này, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận trao giấy khen cho hai cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021 và nhiều giấy khen cho thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.